I don't know how I survive in this cold and empty world all this time. I only know because you love me. When I recall what I've been through, there's some things that I wish I didn't do. Now I do the things I do because you love me. We'll be right back.
Nếu ăn cái kia là cái này là dư. Lấy cái chén rồi làm chén nước mắm mỡ ăn sợ khổ, chắc Linh bỏ vô đồ lạnh cho nó đi. Bỏ vô lạnh cho nó đi để đủ. Bỏ tôi lạnh. Không có. Đâu? 12 đồng á. 12 đồng là tiền băng ở đây là nó lấy tiền giấy tờ là tiền làm thủ tục. Còn chính phủ Việt Nam thì lấy 99 đô. Chưa có nghe qua kêu mà biết. Đúng. Hồi tối tôi ấp thắt lỗ tai bả. Ba cái tai vòng quanh này. Nó không có nắp. That's gross. Hey, I'm beautiful. My mother thinks I'm beautiful. No. You have to focus it on different parts of your face. No, do the middle. The cheek. Do your chin. Do the chin. Ai làm ra trăng vậy con? Ông trời đó chứ ai? Ông trời đó chứ ai? Trong cái bà nội làm ông ha. Quá luôn đi 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 đi. Đừng có xây nữa rồi. Vậy là được rồi. Mở đèn lên. Đừng có chọi em. What do I not need? Ngoại bên mà. Nói nãy thôi đi 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 đi. Bắt rồi mà. Bắt rồi. Từ đại hàng mới xuống máy bay. Vậy hả? Rồi đi 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 qua bên liều em đi. Có cần quay không? Giống ở đại hàng quá à. Nó là có cái tài tử song dông. Rồi nó cứ tài tử ưa chữ dông dông. Rồi mình mới đặt chơi song dông là gì? Nó có hai chữ gì nữa. Gì? Đặt là... Ông, xin tới đây nè. À, đây là... Caradero hả? Casadero. Casadero. Đây là tài tử đóng sung. Kính thưa quý vị, đây là tài tử đóng sung chơi. Khi mới quen nhau anh hay nắm tay em dặn dò. Cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã yêu nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Hết xuân sang rồi đến đông dần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng anh đổi thay. Thôi nhé ta xem như đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
bước chân đi là rất duyên, rồi nếu gặp chớ bồ thì đã sanh em trời anh. Thôi nhé ta xem như dứt chuyên nợ, rồi nếu gặp chớ bồ thì đã sanh em trời anh. Hello, Nini. My last name is Balam. Is this cheating? Oh, I can't see. Babushka. Да, дурак. Я не знаю, как говорить по-русски. Очень хорошо. Nhân nó hay xuống cái bờ sông lắm. Rồi ngày chiều chiều có hai người cái lụm những cái hòn sỏi vậy nè. Cái thể dưới vậy nè. Tới khi mà chiến tranh lên rồi cái hai người chia tay. Thì người đàn ông đó, cái người đàn ông không có gặp lại người đàn bà đó nữa. Đến khi mà gặp lại rồi đó là một cái trong một cái tình trạng quá là ngỡ ngàng. Người đàn bà đó mỗi lần mà nhớ lại người tình á, hay đi xuống lại cái dòng sông cũ đó, cũng đi lụm những cái hòn sỏi vậy nè, rồi cái quăng xuống nước vậy đó, tự nhiên chợt thấy ở xa có một cái đám con nít và một người đàn ông với người đàn bà, thì cái ông kia ông chợt nhìn lên thấy người đàn bà này giục cái hòn sỏi xuống như vậy nè, ông cũng chợt nhớ về kỷ niệm của ông ngày xưa đó, cái ông đi gần lại ông hỏi người đàn bà đó vậy chứ, ủa tại sao cô ra đây có một mình vậy? Thì cái cô đó nói là ngày xưa tôi cũng có kỷ niệm ở đây với một người tình của tôi. Thường thường chúng tôi hay ra ngồi đây để đụng những cái hòn sỏi mà để dục xuống nước vậy nè. Cái ông đó ông hỏi chứ người tình đó bây giờ ở đâu rồi? Ông nói từ hồi chia tay tới giờ tôi không gặp lại anh ấy. Thì cái ông đó mới hỏi là cô tên gì? Thì cô nói tôi tên Lan, còn anh thì tên Dũng. Đại khái vậy đó. Tới chừng khi ngỡ ngàng ra là biết là cái người đó đã có vợ 4 con rồi, mà người đàn bà đó vẫn sống âm thầm mà chờ đợi cái người tình mình. Nhưng mà trong cái tuyệt vọng, tại vì người đàn ông họ không có chờ đợi. Giỏi quá trời, nó giỏi quá trời. Rồi đi về đến việc chắc là điểm đưa cho những bà này ha. Rồi giờ đi cầm đây rồi lấy đưa cho những bà này, lấy một cái đưa cho bà xong điểm nha. Nên riêng chắc mình đếm nhé. Rồi đếm đây. One. Two. Nhưng mà lấy này, nhưng mà bỏ ở đây nữa ha. Three. Three. Rồi chắc mình đếm đi. Five. Four. Six. Five. Five. Six. Six.